cứ tưởng tay Đông Kỳ lớ ngớ không biết gì. Thế nhưng suy đi tính lại, mọi việc ông ta làm cứ hợp lý hợp tình như không. Bà vợ ông cứ bụt chùa nhà không thiêng, chê ông là Đông Kỳ sốt đánh nhau với cối xay lúa. Vậy mà ở làng xã, ông được bà con kính nể và các vị chức sắc kiềm mặt. Cái tính ngang nhưng là ngang thẳng của Đông Kỳ đã trở thành nổi tiếng. Vậy là sau hàng chục năm lo cho thiên hạ, tới hôm nay Đông Kỳ đã tỉnh ngộ, tạm quên quá khứ, lao vào làm kinh tế, và lão lên đường ra tỉnh, ra thủ đô với sứ mệnh nặng nề mà vợ con và xóm giềng giao phó. Không anh? Vui quá đi chứ. Cứ như hồi chúng mình bé tí tẹo tèo teo. Em về đây. À, anh, khi nào anh sang khỏi bệnh, anh nhớ dẫn anh ấy đến nhà chơi. Chị Chi nhà em cũng mê công viên lắm đấy. Anh nhớ rồi. Thôi, em về đi. Em về nhé. Vâng, anh về nhá. À anh chị. Bác đã về đấy ạ. Tôi mua được máy bơm rồi đây. Bác sang phải nằm viện vài hôm cơ. Có, anh Tùng gọi điện cho tôi biết rồi. Ta cắm điện thử xem nhá. Cắm thử quạt xem nào.
báo thử xem cầu chỉ cháy hay là thiếu dây dợ gì chăng. Anh xem giúp tôi. Anh mua phải đồ dởm rồi. Thảo nào nhẹ thế. Anh mua của ai? Cửa hàng nào thế? Ở quê ai lừa nổi tôi? Chả lẽ con bé nó lừa tôi? À đây, may quá, con giữ địa chỉ nhà nó. Nó hẹn dỗi đến chơi. Em ở phố Rời ơi, gần chùa Con Chim, biết ơn anh. Ôi trời ơi. Anh chị sành sỏi xem hộ nốt món này. Hộ cốt thật hay giả? Bác Sằng mê quá, mua luôn để chữa tắc tiệc. Xem nào. Trời ơi, của nợ này là cao trâu, chứ cao hổ gì. Anh Sằng bị nó lừa rồi, mua phải cao dởm rồi. Hóa ra không chỉ có mụ mán dợ, mà cả mấy gã thanh niên nom bành trai nó cũng lừa ta. Hãy đợi đấy. Kể có bác Sằng thì vui nhỉ. Chiều mai tới thăm, liệu đã được ra chưa anh? Gửi anh Tùng thì yên tâm rồi. Tôi sẽ gọi điện hỏi. Hôm nay cứ bấn cả lên. Bao nhiêu kế hoạch lo Tết nhất sắp đến nơi rồi, mà truy tìm mãi vẫn chưa tìm ra cái thằng mặt dỗ. Cứ bình tâm, chén mạnh đi anh. Có tốt có xấu thì mới là xã hội chứ. Ai cũng như cánh chúng ta thì còn cần gì đến tòa án, công an. Cần cảnh giác, tự bảo vệ mình là hơn. Còn cái máy bơm ấy, bác cứ để đấy tôi. Cả lá thư nữa, để làm tàng chứng. Tôi sẽ nhờ anh Tám ở phường bên truy ngay bọn chúng, may ra tóm được. Sẽ lấy lại tiền cho anh. Cần mua những gì anh cứ ghi ra, lúc nào đó chúng tôi cầm tiền đi một tiếng đồng hồ là mua đủ. Bây giờ đâu chả đầy hàng hóa tốt, lo gì mà mua từ giờ cho nó mệt. Vâng vâng, cũng chả mua sắm gì nhiều ạ. Một máy bơm Tama 8 đầu đen ạ. TV màu 14 inch ạ. Máy khâu con bướm cho cái con lớn nó đi học. Hai bộ váy áo đầm, giày này, tất này cho cái con nhỏ. Xe đạp mini cho thằng hai đi học. Còn đứa con út, kẹo, bánh và đồ chơi, pháo hoa nữa. Tết thế là vui, không mua sắm xa xỉ lãng phí. Nông dân chúng tôi còn nghèo lắm. Nghèo mà mua sắm như thế thì nông thôn có thua gì thành phố là mấy. Bác yên tâm, tới hôm về sẽ mua hết, đóng gói đầy đủ. Em sẽ tặng quà Tết cho bác gái. Bà nhà tôi hình như còn vẽ mẫu nhờ mua đôi sọt đôi quang gì đó, chả biết kích cỡ bao nhiêu cả. Ôi trời ơi. Anh Kỳ,
Biết anh mê xôi gấc, nhà tôi mua phần anh. Giờ Hà Nội cái gì cũng đủ, ở nhà một mình nhá. 11 giờ tôi sẽ cố gắng ghé về, chiều đến thăm bác Sang. Thân. Tối mới về. Đã bảo đi vắng tối mới về, cứ gọi mãi. Rút cả rồi. Không biết xấu hổ, chẳng bù cho mình. Đứa nào mà nó nhìn thấy mình mặt cứ lành lạnh, cứ như mình sắp vay tiền của nó đến nơi. Mình lờ luôn. Đây thì ra như địa châu. Ta đã bảo là đi vắng rồi. Còn không tin cứ gọi mãi. Gọi mãi. Đây, ra đây mà gọi này. Để phí quá. Cái sân bê tông này vào phơi thóc thì phải biết khô ràng chứ. Ấy, anh làm ơn cho tôi hỏi tòa báo ở chỗ nào ạ? Báo gì cơ chứ? Báo gì cũng được, tôi gửi lá đơn này mà. Kia kìa. Cảm ơn. Xã thì có lẽ bé hơn huyện là cái chắc đấy. Bác nhờ anh kia kìa, anh lo cái mục chống tham nhũng tệ nạn đấy. Anh ơi, anh gì ơi? Bác có việc gì? Bác cần gặp ai? Anh có giấy tờ nhà báo không? Sếp ơi, có điện thoại. Muốn chết à? Thằng Tẩy, thằng cháu họ Lão Xăng, đâu có đi Sài Gòn xài viết gì cả. Tôi có chút việc riêng cần gặp ông Lê Văn Tẩy. Ông có đi Sài Gòn ra chưa? Ông chủ có đi Sài Gòn đâu, mời ông vào. Xin chào. Ông chưa về còn tới tìm tôi có việc gì? Cần tiền tàu xe hả? Ai bảo hôm nọ còn sĩ cơ? Họ hàng đếch gì với cái lão câm rách nát quê mùa ấy. Giờ thì một xu tôi cũng không cho nhá. Chừa cái thói lên đây quấy nhiễu đi. Chúng tôi không cần tiền. Báo để anh biết, bác Xăng đang được một bác sĩ giỏi chạy chữa tử tế. Mai kia là nói được. Tết anh còn dám vác mặt về quê chơi không? Tôi về tôi nói với chị tí sao đây. Tôi tưởng anh đi Sài Gòn thật, ai ngờ anh nói dối để khỏi giúp đỡ họ hàng. Loại cháu chắt như anh thì... Ông định lên lớp tôi đấy à? Ăn trộm ăn cắp đâu được cái áo vét xịn thế. Đúng là ông Tập. Biết điều thì xéo đi bố già, không ăn đòn giờ. Chớ có chõ mõm vào chuyện họ hàng của người khác nghe chưa. Để rồi xem ai là kẻ ăn trộm ăn cắp nhé. Đợi đấy. Chào cô. Chào bác.
mỗi một việc các cổng mà cũng không xong. Lần sau phải xem các visit rồi mới cho vào, nghe chưa? Dạ. Sao lại để điện thoại ngoài này thế bác Kỳ ơi? Đã bảo là đi vắng rồi mà nó cứ lải nhải mãi. Tôi đã để ra ngoài mà nó cứ ô hô, tô hô ở trong ấy. Bác nói sao? Cái gì tô hô? Nó chứ ai nữa. Họ gọi đến thì mình phải trả lời. Họ alo chứ không phải tô hô đâu. Thế bác có trả lời họ không? Không, lại còn trả lời nữa. Tôi bê luôn ra cửa cho đỡ phức tạp. Ôi, này, cái này không phức tạp đâu. Cái này hay lắm đấy. Nếu anh cần gọi đi đâu, nhấc lên, bấm số. Hello, xong rồi đặt máy xuống. Nếu ai gọi tới, nhấc lên. Cái đầu này có dây để nói này. Cái đầu này để nghe. Alo, ai đó? Thì đầu kia họ sẽ nói họ cần gì. Cái này gọi được bao nhiêu xa anh? Gọi đi khắp thế giới. Bây giờ ngành thông tin của ta hiện đại lắm rồi. Hello, ô, ô, Bu nó có nhà không? Bu nó đâu? Mấy đứa đào mận cam quýt đâu? Hả? Muốn gọi về nhà thì nhà anh cũng phải đặt máy rồi gọi số máy, số mã vùng chứ. Đảng gớm nhỉ. Chưa rồi, thôi ăn đi anh. Năm hết Tết đến, tôi làm một cân bê thui để mời anh. Ta chia tay năm con lợn để đón năm con chuột. Tôi nói anh biết, thằng cháu lão xăng ấy, đổ cho mà. Cháu chắc gì nó? Anh bảo sao? Cả cái thằng mật dỗ nữa. Thằng mật dỗ nào? Thằng mật dỗ vờ đám tang buôn thuốc pháo. Các anh còn muốn tóm nó nữa không? Sao anh lại hỏi thế? Vất vả hai ngày hôm nay rồi, có thấy tung tích của nó đâu. Kìa, tôi vừa đi kiểm tra về, tôi biết chỗ chúng đang ẩn náu. Anh không đùa đấy chứ? Xuống ô tô, thấy công an vây bắt nó, nó chạy va vào người tôi, nên tôi nhớ nó là thằng mặt dỗ. Tình cờ thấy nó trốn trong nhà thằng Tẩy, cháu vợ bác Xăng ấy. Nghe bác nói tôi mới biết. Thế mà anh không báo tôi ngay khi biết tôi đang lủng nó? Thì nhà cháu bác Xăng, tôi hỏi bác ta lắc đầu, nên tôi cũng phải nể. Bác ta tưởng thằng Tẩy không tiếp, vì bận đi Sài Gòn thật, nên còn vương vấn. Tôi thấy nó ngoài đường, tôi đến nhà, vẫn thấy nó còn đó. Lại gặp cả cái thằng mặt dỗ đang bê két bia đi xuống bếp. Chắc chúng đang say sưa, chưa bỏ đi đâu. Anh ghi ngay cho tôi số nhà, đường phố, rồi dẫn tôi đi ngay nhé. Có đây. Alo, đồn công an số 7 đây ạ. Tôi Đinh Đức Đồng đây. Đã có tung tích tên mặt dỗ, triển khai bắt ngay nhá. Được, được, tôi sẽ dẫn được.
Bây giờ anh lại vờ bấm chuông gọi cửa để đánh lạc hướng nhé. Lão nhà quê này, cút đi cho rảnh mắt, muốn không? Hả? Đây. Lệnh khám nhà đây. Hả? Đây. Chết hai tuyệt thật. Nhờ bắt được tên mặt dỗ mới khám phá ra được công ty trách nhiệm vô hạn ấy là trá hình. Thực chất tên Hoàng Tẩy là buôn bán ma túy. Cảm ơn các bác. Mời các bác về trụ sở. Bệnh này ngộ độc với môi trường lạ quá. Ôi trời ơi, thật là tưởng gì. Mời bác. Thưa quý vị, bệnh nhân Lê Văn Sang, 56 tuổi, tình trạng nguy kịch do ngộ độc làn khói đốt phá rừng vô tội vạ, bị sộc mạnh khi há mồm phản đối bảo vệ môi trường. Bệnh nhân Lê Văn Sang tới viện yêu cầu được chữa lành để đón Tết. Kính thưa quý vị, đây là băng ghi âm ghi tiếng bị tắc của bệnh nhân Lê Văn Sang. Kính thưa quý vị, tắc tiếng là một chứng bệnh gây nên do dây thanh quản bị co thắt lại, khiến cho tiếng nói của người có bệnh không thể lớn hơn tiếng kêu của người bị bóp cổ. Từ trước, người ta chỉ có một phương pháp duy nhất để chữa trị căn bệnh này là giải phẫu bắp thịt nơi hộp thanh âm, tốn kém và đau đớn. Thưa quý vị, chúng tôi vừa thử nghiệm thành công rực rỡ chữa bệnh tắc tiếng bằng một phương pháp mới của ông Daniel Trương Dũng, không cần giải phẫu. Trích một lượng độc tố botulium rất nhỏ vào dây thanh quản bị liệt. Chỉ sau một ngày đêm, người bệnh có thể nói lại bình thường. Giờ để chứng minh, bệnh nhân sẽ tự hát một bài. Bác hát đi, mời bác. Em ở đầu sông, anh cuối sông, uống chung dòng nước vàm có đông. Xa nhau đã chín ba mùa lúa, chờ ngày gặp lại nhớ mình vợ. Cảm ơn em. Cảm ơn. Dạ. Chúc mừng bác. Bác thấy trong người thế nào ạ? Thì vẫn khỏe mạnh, bình thường thôi mà. Chị cứ có đau đớn nhiều không ạ? Không đau. Nó giống như là con chuột chuột cắn rốn mà. Ai dạy mà bác hát hay thế ạ? Mẹ đĩ nhà tôi. Mẹ cụ tí mà. Lúc ngày xưa, lúc chúng tôi tìm hiểu nhau ấy, hay hát lắm. Già rồi bác thích gì nhất ạ?
Bây giờ tôi thích về nhà. Chắc bác nhớ mẹ cô tí lắm rồi phải không ạ? Bác. Bao giờ bệnh nhân ra viện anh? Chờ sáng mai để thử chỉnh tiếng bé lại tí đã. Sáng mai sẽ có ông Ki từ quê đến đón. Thế còn tiền nong thế nào anh cứ chỉ bảo cụ thể. Anh cứ yên tâm về lo công tác tốt đi. Chuyện khoa học chuyên môn đã có chúng tôi. Nhà tôi về trễ quá nhỉ. Chắc có việc gì đột xuất. Bà này, anh quen tụi trẻ lang thang cơ nhỡ này ở đâu thế? Từ khi vừa xuống ô tô. À, anh đi nghỉ đi. Cả ngày lo trăm công nghìn việc, cơm nhà, vác tù và hàng tổng, mệt lắm, tôi còn lạ gì. Tôi xin phép đi với bọn trẻ này một lát, trong khi chờ chị về nấu cơm. Này, đi đâu tối rồi, chơi vui hay có việc? Có việc, nhưng tôi tự giải quyết được. Lúc nào cần nhờ anh sau nhé. Đi các cháu. Đi các bạn, lấy đưa. Này, các cháu có biết chỗ Kiểu Vạn Bát Sách ở đâu không nhỉ? Cái chỗ trên cửa Bà Bì ấy ạ. Đúng lắm, dẫn ông đến đó. Nhưng mà nhiều chỗ lắm, biết dẫn ông đến chỗ nào? Đây, ông có địa chỉ của bà Tư ngóm ghi cho đây. Chúng con chịu, phải hỏi anh Thằng Tâm xem. Anh nó ngày xưa hay cờ bạc để đóm lắm. Để tớ gọi. Anh ấy anh Đỗ Xích Lô chờ khách ở đằng kia kìa. Anh ở đây không ạ? Đấy, anh ở kia kìa ông kìa. Chồng anh như thế thôi, ngày xưa anh cờ bạc lắm. Bây giờ anh tu tỉnh rồi. Anh Hữu ấy, anh ấy đấy. Cháu giúp ông tìm tới sòng bạc này. Ông cần tìm bắt đứa cháu. Được, nhưng con chỉ chở bố tới gần cửa thôi. Rồi bố tự vào. Con mà lộ mặt, mai chúng nó lại làm con thất nghiệp. Đói lắm. Bố về quê chẳng sao. Anh Hữu, thế nhỡ chúng đánh ông thì ai bênh ạ? Chúng ta đi cùng ông đợi ngoài vòm. Có gì sẽ hét toáng lên, gọi công an đến, cho chúng chết luôn. Xong việc, anh đợi ngoài ngã tư, anh sẽ đón. Cho lão góp vốn, lời cùng chia, lỗ cùng chịu. Tớ
rồi, xin bố. Hay là thế này, lời cùng chia, lỗ mình lão chịu. Được rồi, cầm lấy tiền, ra ngoài tao bàn. Tiền của lão nhiều lắm. Mở bát này. Mở bát đi. Chặn thừa 50. Nào, đứa nào đắt cơm. Tiếp đi. Lão vừa ở chỗ mẹ mày, bà cả ngóm ấy. Tao tới đây tìm mày, tao đã báo công an bao vây kín chỗ này rồi. Muốn cứu mày nên mới lôi mày ra đây. Dạ, thế ạ. Tao nguyên trưởng thôn, phó ủy xã ta. Mày đã lấy trộm bao nhiêu tiền của bà già mày? Khai thật rồi về trả ngay thì khỏi vào tù. Dạ, tôi cháu chót dại ạ. Mày biết hối thì tao tha, rồi tao sẽ nói với công an thôi tóm mày. Nhưng mày phải nói thật, mày lấy của mẹ mày bao nhiêu tiền? Tao xem có đúng không đã. Bà cả ngóm đã nói với tao. Lạy bố, con lấy có 800.000 thôi mà. Có 800 thôi à? Mày có biết là bao nhiêu tạ thóc không? Mày thành khẩn, tốt. Vậy tiền đấy đâu? Còn không? Dạ, con cầm đấy ạ. May được quả vừa rồi, là con lại đủ ạ. Tốt, đi theo tao. Ấy chết, bố tha cho con tự về ạ. Tao đã hứa tha là tha. Bây giờ mày phải về giao tiền cho bà già mày lo Tết. Liệu thầm hồn đấy. Vâng, bố cũng đi luôn, kẻ chúng nó nghi đấy. Ừ. Thôi, con chào bố nhé. Các cháu, 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 đi về đi, bố đi, con đi về, nhanh lên bố, về đi nào, cháu ngã, cháu ngã, bác Sang, bác Quy. Nói to gớm đi. Chờ tôi lát, chờ tôi lát. Nữa đi. Chào bác sĩ. Chúng tôi vô cùng cảm ơn bác sĩ. Không ngờ bác sĩ chữa chạy cho bác Sang đây nhanh thế, tốt thế. Cảm ơn, cảm ơn. Cứ 3 tháng bác lại lên trích thuốc một lần. Vâng. Chỉ vài tháng là khỏi hẳn thôi. Dạ vâng. Không ngờ tiếng bác giờ lại vang to hơn cả ca sĩ đấy. Dạ vâng, vâng. Chỉnh nhỏ bớt ngay giờ chưa được. Vâng. Vì phải dùng phương pháp khác. Giờ bác kiềm chế nói nhỏ là thành nói to rồi. Vâng, dạ vâng. Chúc hai bác về quê đón xuân Bính Tý vui vẻ. Giờ về luôn với Mùng Tý hay là đi đâu nào? Căn bản là việc của bác ấy chứ. Xong chưa? Cũng ổn rồi. Chiều nay cùng anh chị Đồng đến siêu thị mua hàng. Xe mini này, máy bơm này, máy khâu này, tivi, áo, váy. Chỉ việc đóng gói 2 tiếng là xong. Sắp xếp tử tế, vứt lên xe ô tô. Còn những đồ điện tử, tỏ tiền, mình chả hiểu mô tê gì cả. Cho nên mua thì dễ bị lừa. Đúng đấy. Tốt nhất ta cứ đến siêu thị hay cửa hàng nhà nước. Mới nằm 2 hôm tôi tù cẳng quá. Này, ta ra bờ hồ công viên ngắm cảnh dạo chơi đi. Này, may mà bác có cái ông bạn chiến binh tốt thế. Chứ cứ như thằng Tẩy cháu vợ tôi ấy, chắc là tôi muốn cầm suốt đời. Ừ đấy giọng nghe. À thế còn cái tên trùm buôn lậu mặt dỗ trốn ở nhà cháu bác, bác tính sao? Có định giúp ông Đồng bắt nó không? Tôi tới điều tra, nó chưa đi Nam đâu. Thì báo công an bắt ngay, chứ còn đợi cái gì nữa. Thằng Tẩy có liên can, tù cũng đáng đời. Nhà nó to thế, nó khoe có 2-3 cái, chắc chắn là tiền trộm cắp tham ô rồi. Chứ nhà quê, văn hóa lớp 3 lên tỉnh, tài cán gì mà cũng đòi giám đốc. Tốt,
Còn thằng con bà cả ngóm tối qua tôi xử lý ổn rồi. Còn lá đơn nhờ kiện gửi tòa báo, có lẽ phải nhờ ông Đồng cho chắc chắn hơn. Tôi lo lắm, mất cái nhẫn gia truyền mà khi về không mua được gì bù tương đương giá trị thì mụ tí nhà tôi xé xác ra mất. Thà cứ cầm như cũ còn hơn. Thôi lo gì, tôi sẽ nói giúp. Chữa khỏi cầm là tốt rồi. Người khỏe khắc làm ra của, cứ nói là dùng chữa bệnh mổ xẻ, mổ tận trong họng này này, mũi biết làm sao được. Mùa tặng mụ ta hai đổi quàng như nhà tôi vẽ nhờ mua ấy, mũi chả sướng rên lên đi, quên hết ngay. Quang, quang gì? Ai? Bà ấy ngựa gọi là đinh quang. Chiều tối qua bà Đồng, bà ấy về muộn vì phải ghé vào siêu thị mua giùm. Ta đi uống gì đi, khát quá. Ê cứ vào đi đã. Không, sao không được người. Cơm đặc sản nó giá mình 300.000 rồi còn gì nữa. Giờ mình phải cảnh giác thận trọng, nhất là cái món chân giò lụa này. À, thêm đĩa lạc luộc nữa nhá. Dạ vâng ạ. Ê, ngồi đây chị anh bò. Dạ, bia của bác đây ạ. Mời bác. Bác uống đi. Này, tôi không hút thuốc lá. Ở đây có điếu cầy không? Dạ, điếu cầy có ngay ạ. Tốt. Mời bác. Đã quá. Dạ, lạc luộc của hai chú đây ạ. Cháu ngồi cạnh chú được chưa ạ? Chú cấm. Cấm không đụng vào người tôi. Dạ, bà chủ bảo em ra hầu thuốc chú ạ. Chú, em ngồi cạnh chú nha. Cô định làm gì thế? Tôi không quên cái món chân giò lụa đâu. Sao lại chân giò lụa? Em theo yêu cầu của hai chú chứ ạ? Không, chúng tôi không yêu cầu gì cả. Chỉ uống bia thôi.
Mà sao gọi mãi không thấy điếu cầy đâu nhỉ? Thì em đây chứ đâu. Thôi thôi, hai ông ấy không cần thì các cô vào đi. Để các ông ấy uống bia tự do. Hiểu lầm thế thì thôi. Này, này. Thì ra đây là ôn Minh Dân, chứ đâu phải là cơm Minh Dân. Này các cháu, ông hỏi đạo đức lý tưởng, thuần phong mỹ tục, lối sống văn hóa để ở đâu? Tại sao các cháu lại sống đồi bại trụy lạc như vậy? Bố lạc hậu cổ lỗ quá đấy, còn vào đây làm gì? Các cháu không thấy quê ông còn nghèo, nông dân chân lấm tay bùn, vất vả, nhưng đói sạch rách thơm. Còn các cháu, tương lai trông chờ vào thế hệ của các cháu. Các cháu thế kia không thấy hổ thẹn, thiếu đạo đức mỹ quan ư? Nhất là các cháu gái. Này, việc ai nấy làm, đời ai nấy chịu, không khiến ông trông coi nhá. Mày ơi, xử lý bố già đi. Mày bố ra ngoài. Bia 12.000 lạc 5.000, điếu cầy không dùng tính rẻ 10.000. Bố giả cho tôi nhờ. Buông đi ạ. Hãm tài quá. Buông đi ạ. Các anh ra cho cụ. Bố em đâu, đừng đánh. Bố em lên xin chuộc, trả nợ cho em đấy mà. Mày không chịu tiếp khách, tao cho mày về ngay, nhưng phải trả đủ nợ. Chứ tao cần gì mày ở đây rửa bát bưng bê. Cứ mà định trốn thì dư đòn. Xin chị, cho bố con em nói chuyện bàn bạc riêng một chút ạ. Cùng xã Mông không nhớ con ư? Con là Tèo, con út ông bà Dị xóm Đoài. Ông ơi, bố mẹ con nghèo, con đi rửa bát thuê. Mẹ con ốm, con phải vay tiền bà chủ, không trả được. Bà ấy ép con, ôm khách. Con muốn về, muốn trốn khỏi đây, nhưng sợ quỵt tiền sẽ bị bọn chúng bắt lại. Nghe ông dám chỉ mặt mắng chúng, lại có lời khuyên nhủ, con biết ông thương bọn con thật lòng. Ông có tiền, chỉ cần cho con vay, chuộc con ra sớm, rồi bố mẹ con sẽ lo trả ông sau. Chậm ngày nào, con khó rút chân khỏi tội lỗi ngày đó. Con nợ bao nhiêu? Dạ, ít thôi, nhưng vẫn là món nợ. Chứ nhiều thì con chả dám hỏi hai ông. Thế ông nhớ nhận là bố con nhá. Thì bao nhiêu con cứ nói đi, xem có liệu nổi không. Dạ, 600.000 thôi ạ. Để ông về nhà bạn ông xem đã. Nếu được, trước khi ra ô tô về quê, ông sẽ đến đón con về luôn. Vâng, cảm ơn ông trước. Con chỉ muốn từ bỏ ngay nơi này, để về quê làm ruộng còn hơn. Ở đây sớm muộn, con cũng nghiện ma túy mà chết. Đói cho sạch, rách cho thơm con ạ. Không gặp con thì thôi, chứ đã gặp thế này, người trên làng dưới xã cả, lẽ nào ông bỏ rơi con? Cứ yên tâm đợi nhé. Ông về đây. Vâng, ông về. Ông đi con nhé. Thế bác còn bao nhiêu tiền? 100. Tôi còn 3, góp không đủ rồi. Ta phải mua một ít hàng Tết, mang về quê rồi tính toán sau vậy. Thế bây giờ ta đi đâu? Lang thang một tí, rồi về chỗ anh chị Đồng. Họ hẹn 3 giờ mà. Đi siêu thị. Đi đi. Rồi thế nhá. Bắt đầu đến giờ của tôi nhé.
cỏ uống nước lã. Thế tới mình có phải cho nó ăn gì không chị? Không ạ. Rồi, con mày đi. Ai vào bếp không? Đừng nhìn em ơi, đừng có nhìn. Con chưa có bao hình lắm. Giờ bảo giả vờ gọi giả vờ làm khách vào ăn nhá. Ok đâu, bảo vào béo bên kia bảo ta. Bốc hai chưa? Anh Sang vẫn nhớ đến tụi em, giữ đúng lời hứa, ra viện là đến chơi. Anh Kỳ thì biết rồi nhỉ, còn anh Sang thì chưa. Em xin giới thiệu, đây là chị Hồng Chi, chị ruột em đấy ạ. Cảm ơn anh Sang đã đến chơi. Hôm nay em khỏi ốm rồi, nhưng mà thèm kem lắm. Chúng ta đi chơi, rồi đi ăn kem đi. Phải đấy, rồi ta ra công viên nhá. Lần trước mình đi công viên vui quá anh Kỳ nhỉ. Nhưng đừng có đi bơi thuyền và vào nhà gương nhà kính, khủng khiếp lắm. Sợ nhỉ. Đúng rồi, nhưng trước hết ta phải đi ăn kem nhá. Đi đi. Đúng rồi, đi ăn kem. Suốt đời anh mãi mãi là người đến sau. Trời ơi. Suốt đời anh mãi mãi là người đến sau. Anh chị chưa ăn cơm à? Ăn rồi. Chứ chở hai bác thì bọn em chết đói à. Cơm canh vẫn phần hai bác đấy. Tại sao đối xử với tôi như vậy? Sáng nay gọi điện đến bệnh viện, tôi có hỏi anh Tùng. Anh ấy bảo anh đến đón anh Sang suốt từ sáng. Thế hai bác đi chơi đâu bây giờ mới về? Tốt lắm, đi nói cho cả thế giới biết đi.
Hai bác đi xơi cơm đi, để em hâm lại nồi canh cho nóng. Xong em mới hỏi tội bác Kỳ, sao hẹn 3 giờ về để cùng đi siêu thị mua đồ mà lại không về. Chết. Hay là để tôi kêu chị Hai tắt lên tình cha con với ông trước đi. Quên, quay đi mất. Sẵn chị cũng đang ghét ông đó mà. Ui giời. Chắc bị bà nào bắt mất hồn rồi phải không? Này, coi chừng con gái Hà Nội đấy. Sư tử chính gốc đấy. Không thế để các ông bắt nạt à? Nói đùa vậy thôi. Em và nhà em đã mua đủ các thứ mà hai bác dặn rồi. Thế à? Đủ cả rồi đấy bác nhá. Cảm ơn anh chị, tôi đoảng quá. Chỉ có mỗi một việc quan trọng lại quên mất. Em đã mua quà cho chị và các cháu. Anh Kỳ thì biết rồi, 4 đứa. Còn anh Sang? Mới 5. Đấy, bác Tí kêu nhà bác ấy đã đi triệt sản rồi. Quê hai bác cũng học tập, vận động sinh đẻ có kế hoạch rồi hả? Rồi, nếu không thì tôi phải, chục đứa là ít. Thế anh chuẩn bị đi đâu đấy? À, nhà tôi ra phường dự buổi họp kiểm điểm về thực hiện dân số và kế hoạch hóa gia đình. À, nhân thể anh đưa anh Sang và anh Ki ra dự cho vui. À, được, được. Phải đấy, ra để biết dân Hà Nội kế hoạch hóa gia đình như thế nào. Chứ cứ như ở quê các bố ấy thì lụi bại hết. Thưa các bác, nhà tôi trước đây nghèo lắm, đói lắm, vì đông con nhỏ, quanh năm ăn sắn với khoai. Ăn khoai thay cơm, nó nóng ruột lắm, đêm cứ cồn cào không ngủ được. Mà đã không ngủ nổi, mà quê tôi thì chưa có điện, lấy đâu ra tivi và đài như ở tỉnh các bác. Vì không ngủ nổi mà cứ phải lên giường với vợ từ chập tối cơ. Vì thế nên mới đông con. Mà đã đông con thì làm gì có gì mà ăn. Mà đã không có gì ăn ý, thì lại phải ăn khoai. Mà ăn khoai nhiều lại nóng ruột. Nóng ruột đêm lại không ngủ được. Mà đã không ngủ được ý, thì lục sục suốt đêm. Từ khi bà nhà tôi đi là đi kế hoạch, mà tôi cũng chả biết cụ thể cái kế hoạch ra sao. Nhưng mà từ đấy là thôi luôn, đi tàn. Nhờ thế mà tôi có sức khỏe làm VAC. Mấy năm nay thu hoạch khá, lại cho 4 con ăn học, lại còn tích góp được 10 triệu. Kỳ này ra đây sắm Tết. Xin giới thiệu với các vị, đây là ông Sang ạ. Ông ấy có hát rất hay ạ. Bác hát cái bài gì mà về đề tài sinh đẻ có kế hoạch để góp vui với bà con nào? Xin mời bác. Nhà tôi mà đình sản chứ chớ về mấy cô mà bạn cứ tỉ tê hỏi thầm. Ngày này liệu có sao không hay là lại nữa đàn ông đàn bà ấy. Thế là ngượng ngùng đành phải nói ra, thưa rằng sấm dậy tháng 3 vẫn giòn, vì giờ chẳng sợ sinh con, chỉ lo gà sớm gáy mòn mất đêm mấy cô mà
tủm tỉm chứ cười duyên tuần này mà nhất định nhớ em cũng làm thì làm nghĩ thì làm. Tôi không anh Kỳ diễn thuyết hay thế đấy. À còn tiết mục của anh Sang nữa chứ, cũng rất độc đáo đấy. Này, mấy bà mấy cô đang muốn tìm để chép lại đấy. Mời bác. Vì bọn tôi mà hôm nay chị phải nghỉ làm đấy. Mà bày vẽ nhiều ngón quá. Có gì đâu ạ. Mà hơn đứt quán đặc sản tôi với bác Sang ăn hôm nọ đấy. Này, vẫn thiếu món chân giò lụa. Nào, hai bác có cần món điếu cầy để em gọi ạ. Mời hai anh ạ. Chào cả nhà. À, anh Tám giới thiệu với hai anh, đây là anh Tám ở đội dân phòng đường phố ở bên phường bên cạnh ấy. Anh về hưu vì thương binh nặng nhưng mà tham gia phong trào đường phố rất tích cực. Anh Tám, mời anh vào ăn cơm với chúng tôi luôn. Thôi, để lúc khác, tôi đang vội. Việc anh nhờ tôi đã làm xong. Thế ạ? Chiếc cái lõi gỗ và tờ giấy ghi địa chỉ phố Rời ơi là chứng cứ cho việc bán máy bơm dởm. Phường đã bắt quả tang, mụ đã nhận hết tội lỗi và nhận hoàn trả cho bác Kỳ là đúng 300.000 đồng. Mày quá. Dạ, vâng. Thế còn cái gói cao châu, bà Mán lừa đảo có giả lại không? Làm gì có bà Mán nào đâu. Hóa ra cái thằng ái nam ái nữ ở ngõ 345 đã đóng giả làm bà Mán đấy, bán toàn cỏ dại với cao dởm. 100.000 đồng hắn gửi trả, tôi gói gọn vào đây, vội mang đến cho bác để hai bác kịp về quê. Ôi may mắn quá, cảm ơn bác. Dạ vâng, không có gì. Anh ở lại uống chén rượu đã. Một chén thì được. Chúc hai bác về quê vui vẻ. Nào. Cảm ơn hai bác, tôi chào các bác. Còn gần 500.000 đồng đấy. Hành có cần mua sắm gì thêm không? Để em dẫn đi. Thôi, cũng hòm hòm rồi. Ăn cơm xong, chúng tôi ra xe cho sớm. Với lại món tiền này, tôi đang dự tính việc khác lớn hơn. À, còn cái đơn kiện gửi báo. Có ông ở cùng xã gửi tận tay, gửi đơn lên báo tận trung ương. Anh quen báo nào gửi giúp họ nhé. Lại tham ô lớn. Bán đất canh tác, lấy tiền để chia nhau đây. Báo chí nào cũng cần những bài chống tiêu cực như bài này. Thế sao hôm tới anh không đưa cho tôi ngay? Thấy anh bận, nhờ nhiều ngại. Hôm trước tôi có đến một tòa báo, một anh nhận chuyển giúp. Nhưng tôi hỏi thẻ nhà báo, anh ta không đưa. Lại thấy anh ta tóc dài, quần bò, để râu. Tôi không tin nên không dám nhờ. Mới có mấy hôm bị lừa mấy vụ mà bây giờ anh trở thành cảnh giác quá. Đưa đơn kiện thì sợ ai lấy trộm nào. Thôi, chiều để tôi qua tôi đưa cho báo nông thôn ngày nay. Cử phóng viên điều tra là hợp nhất đấy. Uống nước không? Uống nước. À,
bác xem trong túi còn tất tật bao nhiêu. Hả? Nó nhỏ thôi. À, tôi vay về nhà tôi trả. Còn 60. Nhưng còn vé ô tô, cước nữa. 450. Anh Tám đòi hộ. Tôi còn 200 là 650. Cộng với 60 của anh là 700 tất cả. Chuộc con Tèo nhà bà Dĩ mất 600. Còn 100. Tiền vé 3 suất ô tô 90.000. Còn 20 tiền cước. Thế là vừa xuẩn nhé. Hai anh tính toán gì mà chi ly thế? Đã đủ tiền đi đường chưa? Nếu thiếu cứ bảo em nhé. Không ạ. Chúng tôi còn ối tiền. Anh chị đã giúp bao nhiêu việc lớn, giờ lại quà cáp chu đáo cho các cháu thế này, quý hóa quá rồi ạ. Chúng tôi không còn gì để phiền thêm đâu ạ. Ôi, gần 1 giờ rồi. Thôi, mọi người đi cho kịp. Vâng. Về nhà trước trời tối cho đỡ vất vả. Thôi tôi xin. Giúp tôi. Dạ. Nào, tôi ra bến tiễn hai anh, rồi tôi về họp cũng kịp mà. Thôi, anh ở nhà, chưa còn đi làm. Chúng tôi đi một mình cũng được. Thú thật là còn việc nữa, phải ra quán Bình Dân đón người làng cùng về. Thế à, thôi cũng được. Sao không nói trước? Có đông bạn bè đồng hương là tôi yên tâm rồi. Hai anh đi nhá, cho chúng tôi gửi lời hỏi thăm hai gia đình. Vâng. Ăn Tết cho vui vẻ nhá. Tôi về anh nhé. Vâng, bác về. Chào chị. Vâng, anh về ạ. Chào bác. Vâng, chào anh. À, bác sang về nhá. Vâng, xin bác. Hai bác mày khỏe ạ. Vâng, tôi về. Thế nào quên mất. Ơ nhỉ,
Thế mà quên không đến chào chị Chi. Sắp về với bù cháu ở nhà cô khác, cuống cả lên, chả còn nghĩ đến ai nữa. Cái nhẫn của bác Xăng và cô Nhã. Giờ tôi ra kiểm tra lần nữa cho chính xác. Nếu đúng, tôi sẽ báo công an bến xe bắt chúng luôn. Vâng. À, hai bác phải theo dõi chúng cho chặt. Vâng. Đừng để chúng tẩu thoát. Vâng. Nghe chưa? Vâng vâng. Các chúng nó thì thật thất đấy. Được rồi. Anh uống em đi. Chúng ở đây. Bọn cờ bạc bịp kia. Vâng. Giết điều đi giả nhẫn, giả tiền cho người ta. À kia rồi, bắt cái lừa đảo, đưa lên một lá ơ kìa. Đứng lại, biết kiểu gì nữa, trả bằng người ta đi kìa. Đồ lừa đảo, quá, đồ lừa đảo. Trả lại ông kia hai chỉ, trả lại ông này cái nhẫn. Ờ, chiếc nhẫn tôi bán ra rồi. Trả lại, trả lại, tiền đưa trả tôi tin. Ai, ôi, mày quá, thế là bác lấy lại nhiệt nhẫn rồi. Giá vàng hôm nay bao nhiêu nhỉ? Vàng 98 là 508 hoặc 509 gì đấy. Cho phép chúng đền tiền người bị hại, để họ khỏi lỡ chuyến xe, rồi giải chúng về công an phường. Thôi, lấy tròn 1 triệu. Đưa ngay đây, để giả vào hồng nhạn. Anh nới tay ra để em lấy tiền giả người ta, chứ nếu không thì làm sao lấy được tiền hả anh? Ôi trời,